Anh nói nghe đạo diễn nói những đạo diễn nhưng mà kép nha, em nghĩ là chắc mẹ em á. Em nghĩ là chắc mẹ em á. Oh, hay ha. Em muốn quay lại làm diễn viên á. Có bất ngờ không anh? Tại sao không làm bác sĩ mà làm diễn viên? Nhiều khi em tự hỏi lại là cái lúc đó là không biết là mình có phù hợp làm bác sĩ hay không. Mình bị cảm giác như bị stress luôn. Có những bệnh nhân mà em vừa mới gặp, vừa mới nhận bệnh thôi, vừa đang mình đang viết mình đang học, tự nhiên nghe các bạn dự báo là bệnh nhân trở nặng rồi mình cũng vào. Tôi Mi kính chào quý vị khán giả của Tay Phải Tay Trái. Hôm nay thì nhân vật của chúng ta sẽ có nghề tay trái là nghệ sĩ, nhưng mà nghề tay phải là bác sĩ nha mọi người. Đó là lý do tại sao hôm nay Vi có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Không để mọi người chờ lâu, chúng ta hãy cùng nhau gặp bác sĩ diễn viên Gia Kỳ. Đây rồi, khoa ngoại thần tiết niệu. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Chị Tú Vi. Xin chào bác sĩ Gia Kỳ. Bất ngờ quá. Xin chào em, chào đồng chị. Nghiệp của tôi. Và hôm nay rất là vui được gặp em ở đây. Gia Kỳ được biết đến là một diễn viên trẻ tài năng, dù không được đào tạo qua trường lớp nào. Đam mê diễn xuất từ năm lớp 4. Nhờ vào gương mặt sáng cùng với giọng nói truyền cảm, cậu bé Gia Kỳ đã lọt được vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Diễn xuất của Gia Kỳ được đánh giá cao trong bộ phim Gia Đình Phép Thuật với vai Masuri vô cùng ấn tượng. Kính tiếng trong nghệ thuật trong một thời gian dài, Gia Kỳ trở lại với vai trò là một bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19. Hãy cùng Tay Phải Tay Trái đón xem nhân vật ngày hôm nay nhé. Trời ơi, hôm nay được gặp em giống như là thật sự chị cảm thấy hào quang không em? Sao vậy? Bởi vì em đang làm một công việc quá là có ý nghĩa cho cuộc sống và cuộc đời. Hồi xưa chị cũng ước mơ chị làm bác sĩ á chứ. Thì có phải bác sĩ là ước mơ của em từ nhỏ không? Cái sở thích là bác sĩ chắc cũng xuất phát từ hồi nhỏ. Nhỏ em thích những cái gì liên quan tới khoa học nhiều hơn á. Trước khi mà quay phim á, em thích những môn sinh học nè, hay những môn cơ thể người đó. Mà vô bệnh viện á, em rất thích cái cảm giác là bác sĩ đặt mà ống nghe lên nghe phổi, nghe tim của mình. Em thích cái cảm giác đó. Đến cấp 3 á, bắt đầu mà đứng trước ngưỡng cửa, còn 3 năm nữa là mình sẽ thi đại học á, thì bắt đầu em suy nghĩ lại định hình là mình sẽ thích như thế nào. Thì cái lúc khoảng thời gian đó thì em cái bắt đầu quyết định là mình sẽ theo ngành y. Nhờ mình sẽ tập, lúc đó 3 năm đó em tập trung hoàn toàn để ôn thi vào trường y. Cái đó là sở thích riêng cá nhân của em và cái ước mơ của em hay là có sự định hướng của gia đình? Gia đình em là kiểu hoàn toàn là tự do, hoàn toàn là cho em tự quyết định, em chọn cái công việc nào yêu thích. Thậm chí nhưng mà mẹ em thì còn khuyến khích em hướng nghệ thuật nhiều hơn. Em có định hình trước là bản thân của mình phải chịu những áp lực nào không? Lúc đó thì em cũng không có hình dung được là áp lực nó sẽ như thế nào đâu. Thì lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là em thích trở thành một người, một bác sĩ. Thích bởi vì mình thích khám phá nè, thích bên cạnh em cũng thích giúp đỡ mọi người. Khi bước vào trường y, sau khi mình đi làm á, thì thật sự là khi mà mình nhìn lại thì cái áp lực thật sự là rất là lớn. Bởi vì mất nhiều nhất ở trong ngành y á, là cái thời gian dành cho bản thân mình. Từ lúc mà hồi học đại học là buổi sáng đi lâm sàng lại đi bệnh viện thực tập á, cái chiều sẽ đi thi, tối về mình lại ôn bài cho những môn thi tiếp theo. Một khoảng thời gian là tuần nào cũng thi đó. Rồi sau khi mà tốt nghiệp xong đi làm thì mọi thứ nó càng lại áp lực hơn nữa, gánh nặng mọi thứ trách nhiệm. Nhưng mà khi mà mình, em thấy mỗi khi mà em được học những cái mới, hoặc là khi mà được tiếp xúc bệnh nhân, khi mà mình phát hiện ra được cái vấn đề của họ, và khi mà mình giải quyết được cái vấn đề của họ, thì cái đó, cái niềm vui nó mang lại là nghĩa rất là khó diễn tả, và nó như là nó bù đắp lại cho những cái mà nỗ lực của em chứ. Mọi người cũng hay nói em là em cứu người, ngày đi cứu người, nhưng thì chắc là em không có dám nhận là mình đã cứu một người đó. Khi mà trải qua thời gian đi làm, đặc biệt là khi mới tốt nghiệp á, là vào đúng cái thời điểm mà cái Covid mà nó bùng lớn nhất thành phố. Em một trong những là bác sĩ trẻ mà được cử đi tới bệnh viện hoặc là tuyến cuối của bệnh viện hồi sức Covid á, nơi rất là nặng. Thì sau đó các em có suy nghĩ lại cái khái niệm mà mình có cứu người hay không, nhưng thật sự em chỉ dám nhận là em sẽ đồng hành cùng bệnh nhân, cùng họ để giải quyết những cái vấn đề sức khỏe em họ đang mắc phải. Khoảng thời điểm đó nó đối với những người, những anh chị và những em làm ngành y thì nó khủng khiếp như thế nào?
thì em có thể chia sẻ sơ qua với chị. Cái giai đoạn này thì cũng có nhiều anh chị muốn phỏng vấn em á, không có nói về cảm xúc của gì đó, nhưng mà lúc đó kiểu như mình đang bị stress, đang bị burnout, mình cũng chưa dám chia sẻ. Thì giờ thì nhìn lại á, thì mình thấy thật sự cái giai đoạn nó đối với mình thì bây giờ nghĩ lại thì nó vẫn rất là kinh khủng thiệt. Mùa đại dịch đó thì nó lớn, cái căn bệnh đó thì ở cái thời điểm đó mọi người cũng chưa biết rõ về nó. Và em mới ra trường nữa, và mình được quăng vào cái môi trường đó. Bệnh số ca nặng gần như là em gặp là rất là nhiều. Một mặt là ca nặng, một mặt là ngay cả cái bản thân mình cũng sợ sẽ bị lây nhiễm. Như là ở cái 3 tháng mà ở cái đơn vị đó là em cách ly hoàn toàn ở nhà, mà ở một cái chỗ khác là cấp cứu đi. Trong cuộc đời 6 năm đi học thì em chưa từng bao giờ gặp nhiều ca nặng mà diễn biến nhanh như vậy. Giống như có thể nói là cái khoảng thời gian mà cái Covid trải qua làm cho em thay đổi hoàn toàn về cái một chút xíu về cái góc nhìn về cái ngành y á. Lúc đó em bao giờ phải trải qua cảm giác bất lực? Có chứ, gần như là ngày nào cũng trải qua. Tại vì họ bệnh nhân họ chuyển nặng rất nhanh. Cái số bệnh nhân mà mình chữa hết, họ hồi phục á, thì cái số nó nhỏ hơn cái số mà họ bệnh nhân họ ra đi. Có những cái ngày trực á, mà em vào á, mà tại vì mỗi cái hành động của em á, nó sẽ diễn ra chỉ có khi là tính bằng giây thôi. Một quyết định của mình tính bằng giây thôi, về cái kết quả nó sẽ đi rất là xa. Khi mà có những đêm mà mình đi trực về á, em cứ ngồi thừ ra. Nhiều khi em tự hỏi là cái lúc đó là không biết là mình có phù hợp với bác sĩ hay không. Mình bị cảm giác như bị stress luôn. Không biết mình có làm tốt chưa. Đúng rồi, cái cảm giác không biết mình đã làm hết, cố gắng hết sức chưa để cứu mọi người. Nhưng mà rồi cái qua thời gian em cũng quen dần. Rồi vừa học hỏi trao dồi, rồi các anh đồng nghiệp cũng mọi người cùng cố gắng nhau, thì cuối cùng thì may mắn là đại dịch nó cũng qua đi. Giờ mọi thứ nó cũng trở lại ổn hơn. Lúc đó thì một ngày ăn uống của mình như thế nào? Ăn uống thì vẫn ở mọi người vẫn ăn uống bình thường, vẫn ăn uống ngày, vẫn có ở trung tâm có một cái chỗ nấu ăn riêng dành cho bác sĩ. Ngủ nghỉ thì tụi em chia các kiếp trực ra. Lúc đó lực lượng y tế cũng thiếu, mà khi mà mình vào cái trung tâm đó rồi là mình phải mặc đồ bảo hộ mà rất là nhiều thứ, gần như không có ra được. Như 8 tiếng đó là mình ngồi chết cứng với cái đồ bảo hộ đó luôn. Nhưng mà khi mà cấp cứu bệnh nhân á thì bảo hộ là vậy, lúc đầu đi thì cũng sợ bảo hộ là vậy, nhưng mà khi cấp cứu bệnh nhân á, nhiều trường hợp mà bệnh nhân vô siêu hấp mà phải đặt ống nội khí quản này nọ, mà cả khó là gần như có những lúc là em kệ đó, không mình không quan tâm đó là mình có bị lây nhiễm hay không, cái mình mục tiêu của mình chỉ muốn cứu họ thôi, muốn giúp đỡ. Mới ra trường mà em phải đi công tác ở dịch bệnh như vậy thì công việc cụ thể của em là em làm vị trí nào? Trong 6 năm học á thì em được học là một sinh viên đa khoa, mình sẽ được học hết tất cả các khoa. Còn ở cái giai đoạn đó thì mình sẽ làm một công việc giống như là một bác sĩ hồi sức. Phát đồ điều trị thì thay đổi từng ngày luôn. Mình cũng điều trị như thế này, cũng theo như thế này như thế này, nhưng mà rồi bỗng nhiên một ngày rồi họ chuyển biến nặng hơn. Có những bệnh nhân mà em vừa mới gặp, vừa mới nhận bệnh thôi, vừa đang mình đang biết mình đang học, tự nhiên nghe các bạn điều dưỡng nói là bệnh nhân trở nặng rồi, mình cũng vào. Thì những cái ca em nhớ được hết từng ca mà em không qua khỏi, mà trên tay mình có những bệnh nhân là họ ngưng tim ngưng thở ngay trên tay mình luôn, thì cái cảm giác đó mãi về lâu lâu nằm ngủ mình vẫn giật mình dậy. Sao mình có thể trải qua, mình có thể vượt qua được cái cảm giác lúc đó em, để còn giữ cái năng lượng cho những cái ca khác không? Không thể nào mình không có cảm xúc được, nên nói là mình nhiều khi nhìn mặt mình thấy bình thường, nhưng mà những cái ca đó thì mỗi khi gặp á em vẫn có cái cảm xúc rất là lớn, không thể nào quên được. Và cái điều mà em chỉ có thể làm là em sẽ cố gắng trau dồi thêm cái chuyên môn kỹ năng của mình để phát triển hơn, để có thể giúp nhiều người hơn thôi. Cái khoảng thời gian dịch bệnh như vậy, cái nỗi sợ ám ảnh đó nó có làm cho em bị lung lay khi mà tiếp xúc với bệnh nhân? Lúc đầu trước khi đi á, trước khi mà mình vô cái môi trường mình không hình dung được á, thì mình đọc trên báo chí, rồi đọc bên báo nước ngoài, rồi các bác sĩ ra đi này nọ, thì mình cũng rất là sợ. Xong rồi gia đình em cũng gọi điện lên là cũng có nguy hiểm hay không này nọ, nhưng mà xong rồi em thấy nghĩ là cái lý do để mình trở thành bác sĩ là như thế nào, trong cái giai đoạn này mình đang sức trẻ, cái giai đoạn này là cơ hội để mình có thể cống hiến cho xã hội. Thì khi mà lao đầu vào á thì thực sự em cái nỗi sợ nó không còn tại vì cái mục tiêu nó khác rồi, mục tiêu là mình chỉ cố gắng chữa bệnh cho bệnh nhân.
bên cạnh những cái khốc liệt khó khăn đó thì đó cũng là một cái trải nghiệm mà em nghĩ là chắc cũng khó có thể nào mà có được. Trải nghiệm từ kinh nghiệm rồi cách mình tiếp xúc với những ca nặng thì nó vẫn có những bài học rất là giá trị mà tới giờ khi mà làm ở khoa hiện tại em vẫn có thể áp dụng được. Sau khi dịch bệnh như vậy là em chuyển công tác về đây luôn hay là khi mà ra trường thì em về khoa em làm. Thì trong khi đang làm thì dịch bệnh nó diễn ra thì em tạm thời em được di chuyển qua đó em hỗ trợ. Và sau đó mình sau đó về đây. Bác sĩ phải mổ này kia đó. Cái lúc mà em thực tập mà em học của em có sợ không? Cũng may mắn là em phục dạng là không có sợ máu, không có sợ mổ xẻ. Cho nên cũng chính vì lý do đó mà em chọn công việc bác sĩ ngoại khoa. Cái thị giác là một nha, còn cái khứu giác là hai. Có khi nào mà mình phải đối diện với lại những cái ca mình chữa mà ngoài cái việc mình quen với thị giác mà em sợ máu ngoài này nọ cái kiểu, nhưng mà về cái phần mà mình có thể giống như mình cảm giác được từ khứu giác á, nó gây ảnh hưởng gì đến cái sự tập trung của mình không em? Tại vì nếu như chị thì nghe nói một ca mổ thì đúng là một ca mổ nó cũng kinh khủng thiệt. Nhưng mà khi em dù mình là một phẫu thuật viên, khi mà em vào một ca mổ á thì tại vì cái mục tiêu của mình là phát hiện ra cái vấn đề của bệnh nhân và mình giải quyết cái vấn đề đó, thì vì cái mục tiêu đó mình cứ đi theo mục tiêu đó. Cho nên những cái nỗi sợ hay là những cái dẹp quá luôn bên cạnh nó không còn gì nữa. Hay quá. Một bác sĩ mà để được vào phòng mổ á là phải qua thời gian bao lâu công tác và có phải kiểm tra nhiều những cái bài test không em? Mới ra trường á thì mình sẽ đi theo các bác sĩ lớn hơn. Lúc mà mình sẽ làm từ những gì gọi là mình đầu tiên là mình kiến tập, mình chỉ nhìn thôi. Rồi sau đó các anh sẽ cho mình phụ những cái bước cơ bản, những cái nhỏ nhỏ như đưa dụng cụ đó. Rồi sau rồi mình mới bắt đầu lên rồi mình làm những cái thủ thuật nhỏ rồi mới từ từ nó sẽ phát triển theo từng bậc thang như vậy. Các đàn anh sẽ họ sẽ đánh giá trong ban lãnh đạo trong khoa họ sẽ đánh giá mình. Em có dự định là mình sẽ tu nghiệp ở nước ngoài hoặc là mình sẽ đi du học thêm không em? Có cái đó chắc là trong tương lai chắc có thể. Chị được biết là có một khoảng thời gian sang Lào. Là có phải lúc đó là để em tu nghiệp hoặc là em update thêm những cái kiến thức hay không? Không, đó là cái chương trình thiện nguyện, tình nguyện, khám chữa bệnh tình nguyện giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với Lào tổ chức. Thì đợt đó là em cũng đăng ký, được may mắn cũng được trong cái đội ngũ y bác sĩ, cũng được qua cái phía nước bạn để khám chữa bệnh từ thiện. Thì cái đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Được tiếp xúc với một vùng đất mới, các người dân lúc đó khám bệnh thì sẽ có một cái bạn phong dịch viên, cái đó thì cũng lần đầu tiên được khám bệnh kiểu như thế, mình sẽ nghe thông qua phong dịch viên rồi biết được đặc điểm của các bạn mới làm, cái đó cũng rất là thú vị. Có rất là nhiều bác sĩ sẽ quan trọng tới cái phần học vị để mà mình có thể tiến xa hơn ở trong chuyên môn của mình cũng như là trong cái môi trường làm việc của mình, thì em có quan trọng điều đó? Thiệt ra thì học vị thì cũng quan trọng, nhưng là cái đó là điều bắt buộc đó. Tại vì trong ngành y thì cái chuyện là học liên tục là nó là điều hiển nhiên rồi. Tại vì một điều có thể bây giờ đúng nhưng có thể ngày hôm sau người ta nghiên cứu lại nó có thể sai. Cho nên tụi em luôn phải update kiến thức của mình liên tục, và khi update vậy thì tụi em phải bắt buộc phải trải qua những cái kỳ thi, và mình sẽ theo thời gian, nếu mà đủ năm đủ tháng thì sẽ đi thi rồi mình sẽ học lên trên nữa. Thì trước mắt thì em vẫn học thêm ở trong nước, còn nếu có thì sẽ có những cơ hội nếu mà mình được cử đi nước ngoài hay cử đi học những cái kỹ thuật mới này nào, hoặc là em có chủ động sẵn có một cái kế hoạch chủ động để mình sang một đất nước nào đó để mình học hay không? Hồi xưa đi học thì em tính Pháp, có lẽ là chắc sau này thì em sẽ đăng ký một cái chương trình để thực tập bên Pháp. Em làm việc liên tục và em học liên tục như vậy thì cái khoảng thời gian dành cho bản thân của em một ngày vẫn có mấy tiếng dành cho em? Một ngày thường á là cái công việc của em sẽ bắt đầu vào khoảng trước 7 giờ. Trước khoảng 6 giờ 30 em sẽ có mặt ở khoa. Em sẽ đi khám bệnh phòng, khám điều trị những bệnh nhân nội trú. Rồi em sẽ cho thuốc. Rồi sau đó đến khoảng tầm 8 giờ thì em sẽ lên phòng mổ tham gia cái ca phụ mổ, tham gia mổ ca thì có khi tùy những ca, có những hôm có những ca sẽ diễn ra rất nhanh 1-2 tiếng, còn có những ca có thể kéo dài tới 6-7 tiếng, thậm chí là 8 tiếng. Còn những ngày khác nếu mà không có những ngày khác thì mình có thể ngồi phòng khám
phòng khám thì khám bệnh để điều trị bệnh nhân ngoại trú. Rồi tối thì về thì tranh thủ ăn nhanh nhanh thì nhanh, rồi tranh thủ cập nhật thêm kiến thức thêm bài. Rồi em cũng cố gắng, cuối tuần thì có một hai ngày cũng cố gắng sắp xếp để cân bằng cuộc sống. Ngoài cái việc đọc sách á thì em thường em thích đi xem phim. Đi với ai? Thường á, tại em thích đi một mình. Nhưng mà, vậy hả? Nhưng mà nếu mà thì em giờ dạo này thì em hay đi với bạn của mình. Bạn của em? Bạn của em. Hả? Bạn em đặc biệt. Dễ thương ghê. Thường tức là dạo này tức là bạn đặc biệt mới xuất hiện trong cuộc sống của mình đúng không? À, thật ra cũng cũng vài năm. À, cũng vài năm rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua câu chuyện về tay trái của em. Đó là diễn viên. Gia Kỳ là một diễn viên nhí từ hồi xưa. Thì tại sao sau này em không theo nghiệp diễn nữa nhỉ? Cái câu hỏi của chị là em hay nói đùa là câu hỏi quốc dân đối với em. Quốc dân ai gặp hỏi hết. Từ lúc mà em bước vào bệnh viện là em gặp bất cứ người nào cũng hỏi là ủa sao em không làm diễn viên chứ mà làm bác sĩ. Tại vì hình như là hai cái ngành nghề nó đối lập nó khác biệt nhau quá. Thì lúc mà em chọn anh đi thì mọi người cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà nếu ai mà chơi thân với em á thì biết là em đã dự định ngành đi từ trước giờ rồi. Và em có định hướng là em đi theo rồi. Còn về cái diễn viên, cái diễn xuất á thì giống như là một cái duyên đến với em vậy đó. Hồi đó thì khi mà em đóng phim em cũng không nghĩ là mình sẽ nổi tiếng đâu. Em tham gia giống như lúc đó mình còn nhỏ, em tham gia em thích được diễn. Thích được đóng vai này vai kia. Thế là em bao nhiêu tuổi? Em bắt đầu đóng phim là năm lớp 3. Cũng không phải là chủ động đóng phim gì. Lúc đó là em, hồi đó chắc chị biết không biết, chị biết đội kịch Tuổi Ngọc. Chị biết. Thì cái khoảng thời gian đó là các sản phẩm nghệ thuật dành cho thiếu nhi tự nhiên rất là nở rộ. Thì em có đi học Anh Văn ở trong cái nhà thiếu nhi đó. Xong rồi thấy các bạn diễn viên, học vui quá. Thế xong mẹ mới nói hay là cho con vô học để vui, biết đâu có năng khiếu thì sao. Mẹ em là một người là hồi nhỏ là cho em học rất nhiều môn năng khiếu, ca múa hát vẽ vời nhảy gì là cho học hết. Rồi mẹ quyết tâm là tìm ra coi con mình giỏi cái môn năng khiếu nào nên cho thử qua hết. Học được khoảng một tháng tham gia cái lớp diễn xuất á thì tự nhiên em nhớ là cái chú đạo diễn đầu tiên là chú Minh Cao. Chú đạo diễn Minh Cao là chú đạo diễn đầu tiên mà phát hiện ra em. Lúc đó em tham gia nguyên cả đội đi đóng MV thôi, trong mỗi cảnh quay là người qua đường bị tông xe là cả nhóm nhìn thôi. Cái tự nhiên có mình em diễn lúc đó thì hơi xuất thần hay sao không biết, sao lúc đó mình xuất thần hay sao. Thì cái chú Minh Cao chú xin số liên hệ liên lạc. Rồi cái phim đóng đầu tiên là hình như cũng là phim đầu tay của chú Minh Cao luôn á, là phim Cô Tiên Xanh của đài truyền hình Bình Dương á. Là năm lớp 3 á. Lớp 3 là bắt đầu diễn xuất rồi đó. Đúng rồi. Vai đó là một vai như thế nào em nhớ không? Vai đó là một vai là một bạn nam có tính lòng tốt bụng, hay giúp đỡ một cái bạn nữ này. Bạn nữ này thì bị liệt hai chân á, nên bạn này giúp đỡ bạn này tới trường. Rồi trong một lần bạn nữ này nhà bị cháy á thì cũng xông vô cứu. Khi mà em đi diễn như vậy thì ba mẹ có ủng hộ hay không, hay là cho rằng là con cái mình đang làm một cái gì đó nó rất là xa vời và không thực tế? Lúc đó mẹ em thì là một người là khá là kiên nhẫn với con cái và thích chung là niềm vui của em như là niềm vui của mẹ đó. Hồi xưa em nhớ lại là mẹ nghĩ lại là mẹ hơi bị thương mình cực kỳ luôn. Mẹ chở đi quay, chở đi học mà mẹ ngồi đó nhìn em diễn là vậy là mẹ vui đó. Hai mẹ con là rong ruổi trên các nẻo đường các phim trường từ năm lớp 3 cho tới tận năm lớp 10, cũng khoảng là 7 năm á. Phim nào là để lại ấn tượng cho em nhiều nhất? Yeah, ấn tượng là chắc là cái phim mà hiện giờ mà được các bạn khán giả vẫn còn nhớ cái phim là phim Gia Đình Phép Thuật. Gia Đình Phép Thuật cũng là cái phim mà gần nhất em đóng. Phim nó kéo dài khoảng 3 năm. Tại sao nó lại để lại ấn tượng cho em nhiều nhất? Có phải là do thời gian quay không hay là? Một phần cũng do thời gian quay. Thì bộ phim đó là gần như mọi người dạo gần đây lâu lâu á các bạn phóng viên á hay đăng cái clip đó là tuổi thơ Masumi, tuổi thơ các bạn trẻ, thì thường tuổi thơ các bạn là tuổi thơ của em luôn. Em quay bộ phim nó ròng rã từ lớp 7 tới tận lớp 10 là gần như là nguyên một cái khoảng tuổi thơ của em. Tuổi tiên ngay cái ngọt luôn. Bạn hay đùa là trước dậy thì quay phim, trong dậy thì, rồi sau dậy thì luôn là nguyên nó chọn là coi từ lúc đầu á là em chưa vỡ giọng đến vỡ giọng rồi đến thay đổi tiếng nói là xuyên suốt cả bộ phim luôn. Thì tại sao sau cái bộ phim đó lại có phải là do mình bận với công việc học hành
lại định hướng của tương lai nên mình không có đi phim nữa không? Thì sau cái phim, khi phim nó kết thúc thì em cũng ngồi mình cũng suy nghĩ, không biết là mình sẽ đi tiếp tục theo cái con đường này từ nhỏ tới giờ hay là mình quay về cái ước mơ ban đầu của mình, ước mơ làm bác sĩ. Cuối cùng thì em chọn anh đi. Nhưng mà em nghĩ đơn giản thôi, nếu mà cái duyên tổ mà còn đãi mình thì lúc đó thì vẫn nhiều khi trong tương lai cũng không biết được, nhiều khi mình có sắp xếp mình vẫn có thể tham gia một vài dự án nào đó. Lúc mà em tham gia phim là từ coi như từ lớp 3 đúng không ạ? Tới lớp 10, 7 năm thì công việc học hành của em sắp xếp như thế nào? Hồi đó thì mẹ em á với em phải cam kết với thầy hiệu trưởng. Cái trường học á mình phải học buổi sáng buổi chiều. Thì em phải cam kết là em nghỉ hết tất cả các buổi chiều. Em chỉ học buổi sáng thôi. Thì quay phim là trời vậy mà giỏi quá đậu bác sĩ trời. Vậy là giỏi quá trời luôn rồi, học gì có nửa buổi người ta học cả ngày. Nhưng mà nhiều khi chính nhờ vậy á mà em mới có thời gian học hành á, tại vì em không có thời gian đi chơi. Trời ơi, thời gian của em là trên phim trường. Em có chơi thì chơi với các bạn nhí trên phim trường, rồi rảnh cái là mình ngồi mình học, mình ngồi mình chép bài, mình học bài trong với lại dù cái bài hôm trước mình sẽ nhờ bạn bè mình ghi chép lại sau đó. Như vậy thì em có cảm thấy là mình bị mất tuổi thơ em không, có nhưng mà tiếc không? Đối với em cái tuổi thơ của em thì lại là một tuổi thơ khác với các bạn còn lại. Mà em cũng không coi đó là một công việc, em coi như là một nơi để mình diễn, để mình thỏa cái đam mê của mình lúc đó. Nhưng có một cái nữa là nhiều khi á, ở cái tuổi của em có sợ hay không, đó là khi mà cái tuổi em giai đoạn hình thành tính cách và quan điểm thì nếu như em sống nhiều vai quá thì sợ nó bị biến đổi. Nó có bị là mình không nhìn rõ được bản thân mình không? Cái đó thì chắc lúc đó mình chưa nghĩ tới. Phát triển của mình thường đúng không em? Đến giờ thì vẫn phát triển mình thường. Ok. Trong tất cả những đạo diễn mà em đã hợp tác thì ai là người khó tính nhất? Bắt em phải thay đổi nhiều nhất hoặc là phải diễn nhiều, cũng như nhiều một cảnh phải diễn nhiều lần nhất. Thực ra em thấy đạo diễn nào cũng khó thôi, nhưng mà em cảm thấy may mắn khi mà được gặp những bác đạo diễn khó như vậy. Càng bắt em quay lại càng nhiều để hoàn thiện nó thì sau này mình xem mình lại hài lòng với cái đó hơn, đỡ hơn là khi mà em quay qua loa rồi sau này mình lại xem mình hối hận tại sao lúc đó mình không diễn như thế này như thế kia. Chị cũng có cảm giác giống như em vậy. Năm lớp 10 là cũng như mình ngưng rồi đó, đúng không? Lớp 10 là ngưng, có thể xem như là ngưng không tham gia nghệ thuật. Lúc đó mình đi học á, cái cách mọi người nhìn mình và cái cách đối xử của bạn bè thầy cô á, theo em thấy là có đặc biệt gì hơn với lại mọi người, những cái bạn khác hay không? Đặc biệt một cái là em sẽ cái ưu điểm là em sẽ dễ kết thân với mọi người hơn. Kiểu mọi người nhìn mình, mọi người kiểu dễ tin tưởng mình hơn á. Nên tại vì mọi người nhìn mình cái mặt nó quen quá. Nó quen quá là nó đóng phim rồi. Thì cảm giác thân quen á, dễ tiếp xúc, dễ hòa đồng mọi người hơn. Ngay cả bây giờ mà khi em đi làm á, lâu em đeo khẩu trang á, vẫn có bệnh nhân á, như hồi vừa rồi em có khám một bạn, thì sau khi khám xong hết rồi, bạn nó cứ ngồi, cứ nhìn em, xong nhìn cái bản tên của mình. Xong rồi mình thì mình suy nghĩ là không biết có cái vấn đề nào mình chưa có thỏa đáng hay sao. Xong rồi bạn ra ngoài, xong rồi lát hồi là bạn đi vô, bạn nói anh ơi cho em xin nó nhỏ xíu, cho em chụp hình chung với nó. Trời ơi, dễ thương á. Thì cái điều, những cái nhỏ nhỏ vậy cũng làm rất là vui. Và khi ngay cả tới cái thời điểm này rồi, cũng chắc cũng phải hơn là 10 năm rồi. Nhưng mà khán giả họ vẫn còn nhớ tới em nhờ cái vai diễn đó. Mình có tiếc không em? Lâu lâu không được diễn thì mình cũng buồn, lâu lâu cũng nhớ lại những cái mình được diễn như thế nào. Nhưng mà nhìn lại thì điều đó nó xứng đáng. Hiện tại cái thành quả cũng nhờ những cái lần đó mình cố gắng ra cái sản phẩm, ra bộ phim như thế, giờ để lại dấu ấn tốt cho khán giả. Thì hiện tại là dù làm cái công việc khác nhưng mà các bạn vẫn nhớ tới và em rất là vui. Lúc đó cái quan tâm của những nhân sự trong đoàn phim đối với lại em có làm cho mình cảm thấy mình là một cái người đặc biệt ở trong đoàn phim. Ý chị là mình cảm thấy giống mình nổi tiếng bên đó. Thật sự là em chưa từng có cái cảm giác đó. Tại thật sự ngay từ ban đầu em đi đóng phim á, em cũng không có nghĩ là wow, một ngày mình sẽ nổi tiếng như thế nào. Cũng chưa từng nghĩ đó. Ngay cả khi mà bộ phim Gia đình phép thuật diễn ra, rồi ngay đến ngày mà họp báo đầu tiên á, em thấy mọi người đón nhận mình nhiều, em cũng bị bất ngờ á. Nhưng mà em không biết lúc đó làm sao, chứ em cảm thấy là em đóng phim giống như là em may mắn với anh được vui chơi, được thỏa cái sức đam mê của mình. Em cũng cư xử bình thường với mọi người. Em nghĩ cái đó có phải là do một phần á
là do cái cách mà mẹ của em đem đến cho em, có nghĩa là khi mà mình đi phim mình không bị áp lực về kinh tế. À, mà mình chỉ mẹ cho em có cơ hội tham gia phim bởi vì em thích và bởi vì em làm tốt thôi. Chứ không phải vì cơm áo gạo tiền. Có lẽ sẽ lúc đó sẽ không còn trong sáng. Đúng rồi, sẽ không còn enjoy. Giống như em nói là em không còn tận hưởng cái cảm giác khi mà em đi đến phim trường. Giống như em đang trải nghiệm vào một cái tuổi thơ nó chỉ khác với các bạn một xíu về cái môi trường mà em vui chơi thôi. Chứ thực ra nó vẫn là một cái, đúng không? Một cái thời gian. Các bạn chơi game hay chơi với nhau thì em chơi là diễn những cái nhân vật của mình tận hưởng. Rất hay luôn. Nhưng mà nãy chị có nói câu là cái người đạo diễn nào mà khó tính nhất á. Bây giờ em nhớ hoài không? Em nói cái đạo diễn khó tính nhất. Đạo diễn nhưng mà kép nha, em nghĩ là chắc mẹ em á. Wow, hay nha. Trước khi em nhận một bộ phim, một dự án nào á, là mọi người hay chọc mẹ em là thư ký đoàn phim á. Khi quay phim mà mẹ em lúc nào cũng ngồi cầm cái monitor á. Mẹ coi từng đánh giờ từng quay nha. Xong về cái người mà nhận xét đầu tiên em á, ngoài cái đạo diễn chỉnh ngay lúc đó đúng không, về nhà là mẹ nói liền cái này con diễn thì chưa có phù hợp nè. Rồi trước khi lên phim trường á là mẹ sẽ là khán giả đầu tiên của em, rồi coi em diễn. Em diễn thử ở nhà đi cho mẹ coi. Dễ thương ha. Em giữ được cái tinh thần vừa làm vừa enjoy rất là hay lắm á. Tại vì mãi cho đến về sau này á, chị mới có được cái cảm giác đó. Cảm thấy mình may mắn khi mình được tổ nghiệp chọn để làm một cái người có cái công việc diễn xuất. Cho nên là rất là hay khi mà ngay từ nhỏ em đã có những cái trải nghiệm như vậy. Và bây giờ gặp chị đây là một bác sĩ gia kỳ rất là chững chạc, rất thành công. Thư hoài trong một cái đoàn phim 3 năm là một khoảng thời gian rất là dài. Tới bây giờ em có còn giữ liên lạc với các diễn viên ở trong phim không? Có, gần như là các bạn diễn viên nhí chung với em á. Thì gần mỗi năm đều họp mặt với nhau. Hiện giờ thì mỗi người cũng một nghề, một ngành một nghề. Phim đó có chị Giật Hạ, chị Che thì vẫn theo nghề nè. Có cái nhân vật Mạnh Vũ, Thái Hồ, nhân vật đó họ làm là em Vũ làm kỹ sư IT đó. Hay à. Những ngành khác. Còn Yến Phi hay những bạn Yến Phi thì đi du học ở Mỹ rồi. Em nắm được những gì đó. Chị có một cái thử thách dành cho Gia Kỳ, đó là Gia Kỳ có thể gọi điện thoại cho bất kỳ một cái nhân vật nào ở trong Gia Đình Phép Thuật, cái nơi mà 3 năm mình đã hay là 10 năm về trước rồi. Thì bất kỳ một anh chị diễn viên nào đấy để mà mình nói cho họ, giống như là em đang muốn quay lại với lại công việc diễn xuất thì có nên hay không, và có thể giúp đỡ mình để mà tạo cơ hội cho mình hoặc là kết nối mình với một bộ phim nào đấy hay không, Gia Kỳ chịu không? Em chưa bao giờ làm cái này, thôi để em làm thử. Làm thử Để em nghĩ chắc bạn sẽ gọi điện cho cái người mà hình như mới gần đây, anh Hoài Hiệp đi. Anh Hiệp thì đóng vai chú Mây. Anh gọi điện không biết giờ này bắt máy. Nhiều khi anh đang bán đồ. Alo, anh Hoài Hiệp hả? Dạ anh đang rảnh đúng không anh? Ý là em nói chuyện, em nói chuyện xíu được không? Được, nói đi. Không, em hỏi lại ví dụ như giờ mà em muốn quay lại làm diễn viên á, anh nghĩ em có nên quay lại không? Em muốn quay lại làm diễn viên á. Không bất ngờ không anh? Tại sao không làm bác sĩ mà làm diễn viên? Nhưng mà anh có thể giúp đỡ giới thiệu em quay lại làm diễn viên được không? Thì bây giờ em ở sân gặp bằng em, anh chưa gặp bằng em được hôm giờ mà. Dạ. Thì lâu lắm rồi, chúng cháu mình không gặp nhau á, hiểu không? Dạ. Thế là cháu mình giờ này như thế nào, nhưng mà tại vì thấy cháu mình đang là bác sĩ á. Thì thật sự là bác sĩ cũng rất là cần thiết, chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nhưng mà niềm đam mê của cháu mình là làm diễn viên. Nói chung là nếu như mà mình sắp xếp được, sắp xếp được công việc thì mình còn cũng duyên thì mình sẽ làm được nghề thôi. Dạ. Rồi cảm ơn anh, em á, em nói giỡn chứ hiện tại em đang quay chương trình Tay Phải Tay Trái á. Thì mọi người có phỏng vấn em thì có đặt cho em một thử thách là có em gọi điện cho một người đàn anh thân thiết trong bộ phim như Đường Phép Thuật để nói thử coi có quay lại làm diễn viên hay không, để coi phản ứng của họ như thế nào. Dạ em đang quay hình. Dạ cảm ơn Hiệp.
Dạ thôi hẹn hẹn một hôm nào còn hẹn hôm nào còn không thì gặp mặt trong chương trình tay phải tay trái cũng được ha. Okay, okay. Dạ chào thiệt. Em thấy mọi người mấy quyết định của em thì mọi người nghe thì ai cũng bất ngờ, nhưng hồi lúc đó em đang làm diễn viên mà khi mọi người gặp lại là bác sĩ ai cũng bất ngờ hết. Không. Còn khi bây giờ là bác sĩ mà chúng mình là diễn viên thì mọi người lại bất ngờ lần nữa. Em thấy đó là ủa vị đó bất ngờ ha, nghe bất ngờ luôn á, chấn động em ơi. Chị cũng mong là có một cái lúc nào đó khi mà duyên đủ để mà mình có thể sắp xếp mình làm cái dự án, mình đánh dấu một cái cảm xúc mới mẻ trong cái đời sống của mình, nó cũng là một cái gì đó hay lắm. Mình khơi gợi lại một cái con người mộng mơ nghệ sĩ của mình. Yeah. Để mà mình có thể thăng hoa hơn trong cái tâm thức của mình thôi. Yeah. Rồi vậy thì thôi, rồi mình lại có thể trở lại một cái nhịp sống bình thường. Chị thấy nó cũng là một khoảng thời gian mà em nên lưu tâm sắp xếp một xíu. Nếu như mà mình có duyên, mình có cái cơ hội. Chị em nói là chắc thì là duyên hả? Chắc là duyên tổ nếu tổ đãi tổ cho em một cơ hội lần nữa thì em vẫn vẫn sẵn sàng để tiếp nhận. Đúng rồi. Cảm ơn em rất là nhiều hôm nay đã ngồi xuống nói chuyện với chị. Với những cái gì mà em trải qua, chị rất là trân trọng những gì mà em đã làm trong cái đợt dịch và cũng như là đang làm trong cái cương vị là bác sĩ của mình. Mong rằng những cái kế hoạch trong tương lai của em về nghề nghiệp, cái sự muốn update của em ở trong cái công việc đó, nó sẽ suôn sẻ và thành hiện thực. Em cũng cảm ơn chị, chúc chị ngày càng xinh đẹp và sẽ luôn tỏa sáng trong cái công việc của mình. Cảm ơn chương trình Tay Phải Tay Trái đã cho em cơ hội để có thể lâu lắm rồi mới có thể tâm sự trải lòng cùng với các bạn khán giả. Mong rằng một ngày nào đó khi mà mình có nhiều thời gian thì mình có thể ngồi xuống với nhau mà nói chuyện nhiều hơn, và mình có thể hẹn ra ngoài hẹn ra. mình tâm sự với ảnh thì lâu rồi thì cũng không có được gặp các anh chị nghệ sĩ mà anh Hiệp đóng chung với chị trong phim Cổng Mặt Trời á. Đúng rồi. Khi nào đó có dịp mình sẽ ngồi lại với nhau ha. Cảm ơn Kỳ và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tập lần này của chúng tôi. Chú Vi xin chào và hẹn gặp lại.